Trevor thân tính xin chào anh em. Hôm nay mình sưu tầm được mấy cái video mà về cái giống bò 3B mà siêu thịt ha anh em. Đây anh em thấy đi. Đa số anh em một chút anh em coi trong video đi. Thì cái loại này là nó không có cái diện chân, nó không có bự ha anh em. Và cái loại này người ta nuôi rất là kỹ. Thứ nhất là cái dàn chân, bốn cái chân của nó hai bên hông, tại vì nó là siêu thịt, nó không ít vận động nên là khi nó nằm anh em chắc chắn là nó sẽ bị chạy hai bên hông của nó. Nên là về Việt Nam, cái vùng Việt Nam của mình đa số cái chuồng mình nuôi là chuồng bằng xi măng. Bởi vì nói chung là những cái người mà người ta biết nuôi anh em, người ta thường là người ta mình thấy họ mua niệm anh em. Trong mình là mình thấy họ mua niệm gì cho họ cho nó nằm anh em. Và thấy là nó cái dần chân của nó không có bị chày anh em. Nói chung đa số mấy con này là con nào cũng phải bị hết trơn anh em. Và những con có những con là cạnh cái lông đuôi nó rất ít nha anh em. Đó, anh em thấy nào, khủng khiếp thiệt chứ. Rồi có ba loại hết anh em. Loại là ba bê trắng, hai là ba bê bông, và loại thứ ba đó chính là loại mà nó bông nó ít ha anh em. Rồi mình mời anh em xem video ha. Ở đây mình xin nói thêm ha, để khắc phục cái tình trạng mà hai cái dàn chân sau và hai dàn chân trước của bò nó bị chảy anh em, mình khuyên anh em nên là khi mình mua về á, mình mua cái loại mà chai thuốc xanh đó anh em, mình xịt lên hai bên góc hai bên đó thì hạn chế được cái việc mà con ruồi con muỗi nó bu vô và nó làm đập hết anh em. Rồi cảm ơn anh em.